được hai tên trong vụ cướp tiệm vàng trúng động Tây Ninh. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12, Công an Tây Ninh đã bắt giữ Lê Đăng Khoa, 26 tuổi và Lê Văn Phương, 22 tuổi, cùng ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Đây là hai trong số 4 tên cướp tiệm vàng Kim Phụng ở huyện Gò Dầu hai ngày trước. Chiều ngày 16 tháng 12, 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe Excenter đến tiệm vàng Kim Phụng, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Chiều ngày 16 tháng 2, lúc vắng khách, họ đều mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và đeo khẩu trang. Chỉ một người ngồi trên xe, ba tên xông vào trong, một gã rút súng ngắn và bình xịt hơi cay, khống chế bà chủ, cho đồng bọn dùng kiếm đập tủ kính trước bày. Chúng cũng đạp liên tiếp vào tủ cho vỡ, vỡ lấy các loại vàng vòng, lắc, dây chuyền, bông tai, cho vào túi xách rồi nhanh chóng ra ngoài, tẩu thoát về hướng huyện Trảng Bàng. Nóng, nghi can cướp ngân hàng ở Huế bị bắt. Thưa quý vị, trưa ngày 18 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam C45B, Bộ Công an bắt Nguyễn Hoài Tâm, 29 tuổi, nghi phạm dùng súng hơi ga cướp ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế hơn 10 ngày trước. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 7 tháng 12, một người đàn ông mang theo súng đã vào chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV ở số 29 Mai Thúc Loan, thành phố Huế, đe dọa nhân viên thủ quỹ, buộc bỏ tiền vào chiếc túi màu đen. Số tiền tên này lấy được là 725 triệu đồng. Người dân xung quanh nghe tiếng báo động đã đổ đến hiện trường. Một người đuổi theo nghi can vừa vụt chạy nhưng tiếp cận bất thành. Hắn đã phóng xe máy tẩu thoát. Một nhân chứng cho hay, từ bên ngoài cửa kính thấy tên cướp chĩa súng vào nhân viên ngân hàng. Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy kẻ này đeo găng tay sáng màu. Vừa chỉ súng đe dọa không cho ai tới gần, vừa thành thục lấy từng cọc tiền cho vào túi. Khẩu súng tên này sử dụng là súng ga bắn đạn bi sắt.